Thưa quý vị, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ngay từ cơ sở, hướng đến chính quyền số để phục vụ người dân được tốt hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được xem là yêu cầu tiên phong trong cải cách hành chính hướng về người dân, được thành phố Đà Nẵng chú trọng triển khai. Mới đây, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận các thủ tục hành chính công, thành phố đã triển khai thí điểm niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR code tại công an phường. Có cái mã QR code này thì bà con mình đăng ký trực tuyến thì chỉ cần ngồi ở nhà mình kích vào mình tạo ra cái tài khoản dịch vụ công của người dân, sau đó đăng nhập vào tài khoản và đăng ký và nhập vào đường link, thì từ đó thì bà con mình có thể linh động hơn, điền đầy đủ các thông tin liên quan, thì sau đó nhắc chuyển cho cơ quan công an thì chúng tôi tiếp nhận và chúng tôi sẽ xử lý linh động hơn. Thực hiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp ngay từ cơ sở, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đã tập trung kiện toàn bộ phận một cửa, đồng thời triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ. Theo thống kê, năm 2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,37%, Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn đạt 99,95%. Trong thời gian tới, tổ một cửa sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho lãnh đạo quận và thành phố sẽ tiếp tục ban hành những cái lĩnh vực trực tuyến tiếp tục theo để cho người dân thực hiện tốt hơn. Và song song với cái việc thực hiện các thủ tục hành chính thì vấn đề tuyên truyền tới toàn bộ người dân trên địa bàn phường về các lĩnh vực hiện nay đang trực tuyến, và phường cũng có một cái tiếp tục xây dựng và hỗ trợ cho những người dân trong xây dựng về trực tuyến và trả hồ sơ tại nhà. Hướng đến nền hành chính hiện đại đồng bộ, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền nền tảng công dân số thành phố Đà Nẵng, đồng thời tiếp tục ra soát, triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, nếu triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đạt chỉ tiêu đề ra, Sở Nội vụ có trách nhiệm xem xét, tham mưu, đánh giá.